Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video clip ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video clip ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe MPV nhập khẩu nguyên chiếc quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Toyota Hiace. Chiếc xe được sản xuất năm 2011, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam là năm 2012, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này là mẫu xe MPV 7 chỗ ngồi quý vị và bạn nhé, của hãng xe Toyota. Chiếc xe này được sở hữu động cơ 2.0 lít đi kèm với hộp số tự động và hộp và động cơ là đua VVTi quý vị và bạn nhé. Được trang bị đèn pha bi xenon quý bạn nhé, và cụm đèn pha còn rất là mới, rất là đẹp luôn quý bạn ạ. Về đằng sau, nhìn về cái phần bánh sốc sau thì quý bạn thấy đấy ạ, đó chính là chiếc xe Toyota Hiace rất là độc, rất là hiếm có tại thị trường Việt Nam, rất mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Và chiếc xe này thì của hãng Toyota thì quý bạn cũng đã biết rồi, hơn nữa nó lại chưa là chiếc xe nhập khẩu cho nên là rất là đẹp quý bạn ạ. Gương chiếu hậu là gập điện, tích hợp xi nhan trên gương rồi, toàn bộ về cái phần thân vỏ còn rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, chiếc xe rất là mới, rất là đẹp. Nước sơn nguyên bản của xe còn rất là nhiều luôn đấy, và la răng đúc nằm cánh kép quý vị bạn ạ, la răng đúc rất là đẹp, và cái dàn lốp cũng còn rất là mới, rất là dày luôn quý vị các bạn nhé. Dàn lốp Michelin mà chủ xe cũng đã thay cho chiếc xe Toyota Hiace 2012 này rồi quý vị các bạn ạ. Nhìn về cái phần hậu thì cái cụm đèn hậu đây thưa với quý vị và các bạn cũng còn rất là mới này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cụm đèn hậu rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Đấy, và những cái thanh mạ chrome, chữ logo các thứ đều rất là mới, rất là đẹp, phiên bản 2.0e quý bạn nhé. Đấy, nhìn tổng thể về cái phần bên ngoài rất là đẹp luôn quý bạn ạ. Và cái dòng 7 chỗ ngồi này thì quý vị bạn cũng đã biết rồi, rất là rộng rãi và đi thì rất là đầm, rất là chắc chắn quý vị các bạn ạ. Tại thị trường Việt Nam mình thì những chiếc xe Toyota Hiace này thì rất là ít quý bạn nhé. Đa số những chiếc xe này được sử dụng tại thị trường nước ngoài nhiều hơn, ví dụ như là Đài Loan, Hồng Kông, Singapore thì được sử dụng những chiếc xe này rất là nhiều. Tại thị trường Việt Nam mình thì hãng Toyota không phân phối mà nhập khẩu tự do, thì bên ngoài người ta nhập về Việt Nam với số lượng cũng rất là ít. Và nhất là từ những năm 2011 đến bây giờ thì là cấm nhập khẩu, cho nên là những chiếc xe này không có tại thị trường Việt Nam mấy đâu. Chỉ có những chiếc xe này nhập khẩu về trước những năm 2012 tại thị trường Việt Nam thì là nó còn có quý bạn nhé. Rất là rộng rãi, phiên bản MPV 7 chỗ ngồi hay còn gọi là 5+2 quý vị bạn nhé. Với dáng xe MPV thì là gầm thấp cho nên là đi rất là chắc chắn, rất là đầm và rất là lướt quý bạn ạ. Nó không tròng trành, không cồng kềnh như những chiếc xe SUV hoặc SUV quý bạn nhé. Đấy, rất là đẹp ạ.
Ở cái phân khúc này ở chiếc và đặc biệt ở chiếc xe này, nó là những chiếc xe nhập khẩu cho nên là tiêu chuẩn chất lượng của nó rất là cao quý vị các bạn ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi cũng đang bán với giá là chỉ hơn 400 triệu đồng thôi quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến chiếc xe Toyota Auris 2.0e số tự động nhập khẩu nguyên chiếc này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn ạ. Toàn bộ về cái phần nội thất của chiếc xe thì rất là rộng quý vị bạn ạ. Đấy, táp bi cánh cửa thì quý bạn thấy đấy ạ, cũng đã được kết hợp giữa da và vân gỗ này. Và nội thất ghế da cao cấp, ghế thì chỉnh điện 8 hướng quý bạn nha. Đấy, ghế lái được chỉnh điện 8 hướng này, rất là đẹp. Kết hợp với cái bộ da cao cấp dành cho chiếc xe Toyota Auris này, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nha. Vô lăng cần số rất là đẹp luôn. Gương chiếu hậu thì cập điện, tích hợp xi nhan trên gương rồi. Đấy, cụm điều chỉnh gương chiếu hậu này. Gương chiếu hậu cập điện, tích hợp xi nhan trên gương, rất là tiện lợi quý vị các bạn nhé. Vô lăng thì vất ốp gỗ quý bạn ạ. Vô lăng được ốp gỗ óc chó và các phím điều khiển trên vô lăng, cruise control, kiểm soát hành trình, ga tự động quý vị các bạn nhé. Đấy, với nội thất rất là đẹp, nội thất là màu đen rất là đẹp và sạch sẽ quý vị các bạn ạ. Táp bi cánh cửa bên phụ đây, bên lái, cửa sau bên lái của bạn ạ, cũng được vân gỗ này. Toàn bộ về cái nội thất ghế da ở hàng ghế phía sau này cũng đều rất là đẹp quý vị các bạn nhé, rất là mới. Với những cái dàn điều hòa đây thưa với quý bạn, dàn điều hòa cũng còn rất là đẹp luôn. Dàn điều hòa cho chiếc xe này thì được thiết kế ở trên cao quý vị các bạn nhé, dàn điều hòa trên cao cho nên là làm mát cho những cái khoang đằng sau này rất là nhanh. Giống như đây là cái khoang sau nếu như chúng ta gấp ghế lại, sử dụng ghế gấp ghế lại thì là rất là rộng quý bạn ạ. Và những cái phần nhựa này cũng còn rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Toàn bộ về những cái phần nội thất ghế này cho đến phần trần, nỉ trần đều rất là sạch sẽ, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, rất là mới luôn. Những cái phần nhựa này cũng chưa có bị xước sát gì cả này. Đấy, hàng ghế thì đang gập lại này. Đấy, táp bi cánh cửa phía sau bên phụ đây thưa với quý vị và bạn cũng còn rất là đẹp này. Nội thất ghế da rất đẹp luôn. Đấy, rất mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Dàn điều hòa dành cho hàng ghế ngồi phía sau được thiết kế ở trên trần với nút chỉnh điều hòa và cửa gió này riêng biệt luôn quý vị các bạn nhé. Đây là cái táp bi cánh cửa phía trước bên phụ này cũng còn rất là mới, rất là đẹp luôn. Tem của nhà sản xuất đây thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này được nhập khẩu nguyên chiếc. Toàn bộ rất là mới này. Từ táp lô, táp bi, đầu màn hình đều rất mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Nội thất da cao cấp nguyên bản của xe đấy, rất là đẹp. Đấy, toàn bộ về những cái phần táp lô, vô lăng, cần số, tay phanh đều còn rất là mới quý vị các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Cruise control đây thưa với quý bạn, kiểm soát hành trình hay còn gọi là ga tự động đấy ạ. Ở những chiếc xe Toyota thì được thiết kế ở phía bên dưới. Đè nổ khóa thông minh, đè nổ start stop. Đấy, đầy đủ hết cả luôn quý bạn nhé. Cần số được kết hợp, được thiết kế giống như những chiếc xe Honda CR-V đấy quý bạn ạ. Đấy, cái cần số này. Cần số được thiết kế kiểu của chiếc xe CR-V. Rất là nhiều option và các tính năng sử dụng.
Điều hòa cũng đã được trang bị là điều hòa tự động rồi quý bạn nhé. Điều hòa tự động. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa, chúng ta có thể vuốt ở trên cái cánh cửa nữa luôn ạ. Tay nắm cửa, chỉ cần vuốt ở tay nắm cửa rồi. Xe cũng đã được trang bị cái động cơ này là động cơ đua VVT-i quý bạn nhé. Động cơ này bộ về cái phần ốc cabo này, đến keo chỉ cabo các thứ là còn nguyên bản hết quý bạn ạ. Chúng tôi cam kết là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản quý bạn nhé. Tất cả là còn nguyên bản và còn rất là đẹp ạ. Đấy, rất là mới luôn ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Wheel 2012 nhập khẩu nguyên chiếc thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.